Quyên! Bạn của Quyên hả? Có phải là bạn của mình hồi nhỏ không? Không, mấy bạn học hồi nhỏ của mình á, giờ đi làm ăn xa hết rồi. Quyên! Ôi, thánh thần thiên địa ơi, đi đâu cũng được gặp Quyên hết, thích thật. Ủa, ai đây? Học trò của Quyên hả? Sao cái mặt đứng tuổi quá vậy? Nói cái gì vậy? Phú nói tầm bậy tầm bạ không à? Tôi là bạn của Quyên. Bạn của Quyên thôi đúng không? Giới thiệu với bạn của Quyên, tôi á là Phú Cà Nhây, người đẹp trai ga lăng giàu có nhất cái xứ này, đồng thời cũng là bạn trai tương lai của Quyên. Nói cái gì vậy? Ăn nói tầm bậy tầm bạ. Phú chỉ là bạn bình thường của Quyên thôi à, không có gì đâu nha. Quyên, sao Quyên cứ hờ hững với Phú hoài à? Còn anh nữa, tôi nghe người ngoài bến đò nói á, có một người tên Vũ về đây, hồi nhỏ bến sậy, về đây thăm bà con cô bác, còn làm tiệc để mà đãi bà con. Người đó là anh đúng không? À, dạ đúng rồi, nhưng mà tôi chỉ là bạn cũ của Quyên thôi. Mắc cái giống gì mà từ bữa tới giờ bạn cũ cứ tới kiếm hoài vậy? Nhìn cũng cao ráo đẹp trai, đủ thằng này tới thằng kia tới. Phú nói gì vậy? Hả? Phú đâu có nói gì đâu. Ý của Phú nói là bạn của Quyên ai cũng cao ráo đẹp trai hết á, nhưng mà chỉ được cái vẻ bề ngoài thôi, không có ai có được cái tấm lòng chân thật, nhiệt tình giống như là Phú hết. Vậy mà Quyên cứ xua đuổi Phú hoài à. Thôi được rồi Phú, được rồi đó, đừng có giỡn nữa được không? Phú có giỡn đâu mà. Anh hiểu lầm rồi, tụi tôi chỉ là bạn lâu ngày gặp lại thôi. Hiểu lầm hay cái gì tôi không biết, tôi nói trước cho đỡ mít lòng. Vậy thôi. Thôi Quyên, chắc nãy giờ đi dạy về cũng mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tiếp chuyện nãy giờ cũng đủ lắm rồi. Với lại cha vợ tương lai cũng đang ở trỏng á, Quyên tranh thủ về đi ha. Lại có ý gì đây nữa hả Phú? Hôm bữa đích thân tôi đã nhắn tin thay cha tôi xin lỗi Phú rồi mà. Thánh thần thiên địa ơi, Quyên nói giống như là Phú là người hẹp hòi nhỏ nhoi vậy đó. Phú có bao giờ để bụng chuyện của cha Quyên đâu. Cha vợ tương lai làm cái gì Phú, Phú cũng chịu hết á. Phú không hề đau lòng, chỉ sợ cha vợ đánh Phú đau tai thôi. Nè, tôi nói cho Phú biết nha, cha tôi uống rượu say, chỉ đi ngủ thôi chứ không quậy phá ai hết trơn á. Mai mốt Phú làm ơn đừng có nói tầm bậy tầm bạ, thì đâu có bị cha tôi đánh. Phú biết mà, tại vì bữa đó ông Tư Sáng ông gài kèo Phú, Phú mới bị như vậy, Phú bị hại mà Quyên. Thôi Quyên về nha Vũ. Quyên, nhưng mà nhớ lát nữa lại dự tiệc nha. Nhớ rồi. Nè, nhớ gì thì nhớ, nhớ cho Phú đi chung với Quyên nha. Không, Phú đừng có đi theo tôi, Phú cũng đừng có xuất hiện nữa, tôi không có rảnh mà tiếp chuyện với Phú đâu. Sao vậy? Phú là phải dính với Quyên chứ. Quyên, cho Phú đi chung với. Quyên, chờ Phú với Quyên. Ông Tư Sáng này ổng sao ke thiệt. Thời buổi này mày đặt má. Ai khóc? Sao ke không? Nghĩ sao tôi vậy? Đi hù ma tôi. Chỗ này vắng tanh vậy ma đâu? Khóc, khóc. Ai khóc vậy? Giờ này ai khóc á? Giờ ai khóc chưa? Lần cuối cùng tôi cũng gặp con Ba Sương mà cái đầm y chang như vậy đó. Trời ơi, nghe tôi nói gì cả. Bởi vì lúc nó chết là nó bị bà Chính Thoa quỷ hoại bằng axit. Có thấy mặt mũi đâu. Trời ơi, sao ác dữ. Thôi đi. Vừa phải thôi chứ làm cái gì mà dồn ép mẹ tôi hoài vậy hả? Sao cứ đổ tội mẹ tôi hoài vậy? Tôi nói một lần nữa là mẹ tôi không có dính dáng gì tới bà Ba Sương hết. Chính ông gặp hồn ma của dì Ba Sương đó thôi. Anh Phú, anh cũng gặp hả? Tại tôi nghe mọi người nói xấu mẹ của tôi nên tôi mới đi coi thử.
ghê quá vậy? Không được, mình phải tìm hiểu kỹ mới được. Mình có đồ chơi mà. Phải quay lại để cho mấy người nhiều chuyện đó biết mới được. Đừng có đụng bậy bạ mà vu khống mẹ của tôi. Nhà không thấy cháy sao khó dữ vậy? Không có lửa sao có khói ta? Trời, trời. Nhức cái đầu quá. Đây là đâu vậy? Sao mình có mặt ở đây? Ma! Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi đi mà. Tôi không biết gì hết. Tha cho tôi đi mà. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mở cửa. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cái ổ khóa còn y xì. Không phải ma thì ai nhốt thằng Phú vô trong cái nhà đó? Trời ơi. Chắc là hồn ma. Cũng may là ban ngày. Đúng rồi. Cái người ta đi ngang, người ta nghe tiếng nó kêu cứu, người ta mới phá cửa cứu nó. Từ đó về sau không ai dám lảng vảng ngay khu vực đó. Nếu mà có muốn đi ngang đó hả, người ta đi đường vòng không? Mình sẽ lấy hàng từ bên kia biên giới về, tập kết hết ở nhà Mã Sương. Rồi mình mới phân chia ra mấy vùng lân cận. Thằng Ngân, nó sẽ canh mỗi đêm, có động tĩnh gì nó sẽ báo cho tụi mình. Còn mày, mày giả ma làm sao để dân bến xây này không dám bén mảng đến nhà Mã Sương? Nếu để cho tụi nó biết mình buôn lậu là chết cả đám. Tôi biết rồi. Rút đi. Mong là yên ổn, không là đi tù cả đám. Sao rồi, tình hình ở dưới quê có bị lộ không? Dạ không, em đã làm theo lời của anh dặn. Với lại em không có nói với ai là gặp lại anh. Ừ. Vậy nhờ có anh cho em trở về bến sậy, em mới gặp lại được chú ba của em. Vậy hả? Dạ, dạ chú ba của em về đó mua đất, rồi mở tiệm gạo. À, em có gặp lại dì Huệ, với lại Cà Na. Cà Na cổ nói hiện tại cổ... Thôi được rồi, vô vấn đề chính đi. Chuyện đó tôi biết rồi. Thu mua đất sao? Anh cũng biết rồi. Cái xứ của mình nghèo từ xưa tới giờ. Bây giờ bên kia Cù Lao rất là phát triển, còn bến sậy của mình ngăn sông cách đò, đời sống của người dân cũng đang còn rất là khó khăn. Ờ, em cũng muốn nói với anh tình hình này. Dì Huệ không có đồng ý bán đất. Dì nói đất đó là do ông bà tổ tiên để lại. Hay là anh là con của dì Huệ, anh thử thuyết phục dì Huệ, biết đâu dì đồng ý thì sao? Ngày xưa bà bỏ rơi tôi, giao tôi cho ba tôi nuôi dưỡng. Tôi cảnh cáo cậu, sau này ngoài chuyện công việc đừng nói chuyện linh tinh nữa, nếu không tôi xử lý cậu theo quy định công ty bây giờ. Dạ em biết rồi. À, còn một hộ nữa là dì Ba Sương. Nghe đâu chết cách đây 20 năm rồi. Nghe nói là bị giết chết, rồi thủ tiêu xác vì cái tội cướp chồng của dì Chính Thoa. Cho nên dạo gần đây khu đất đó nghe đồn có ma. Cái gì? Trên đời này có ma sao?